chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Ngày hôm nay sau một thời gian dài, khoảng độ tầm mất hơn một tuần, tôi nghĩ tôi không làm được video để chia sẻ với tất cả quý vị các bạn. Thì ngày hôm nay tôi đã dành việc một chút. Thì hôm nay tôi sẽ tiến hành tiếp tục làm video để chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn một cái món ăn mới. Nói thật là thời gian vừa qua thì là do vợ tôi bận sinh em bé cho nên là tôi đã nghỉ. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì là công việc nó cũng vãn đi rồi và tôi sẽ tiến hành làm trở lại. Thì để làm món ăn thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn món ăn mà tôi thực hiện hàng ngày thôi, để mình ăn trong bữa cơm gia đình. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Đây là cái món là chân giò hầm với này đu đủ. Đây, đây tôi có một quả đu đủ rất là ngon này. Đấy, bạn nhìn chưa? Đu đủ thì các bạn hầm với chân giò thì các bạn sử dụng đu đủ xanh nhé. Càng xanh thì càng tốt, thì nó sẽ tốt hơn và nó lợi sữa hơn rất là nhiều. Thì hôm nay tôi có quả đu đủ này nó cũng hơi cương cương một chút. Tôi thì tôi vẫn thích dùng cái đu đủ mà nó hơi ương ương một chút này. Ăn thứ nhất là nó cảm giác mà khi mà chúng ta hầm ấy, ăn nó có vị ngọt ngọt của đu đủ. Còn cái đu đủ xanh kia, xanh hấn ấy, thì ăn nó không có vị ngọt của đu đủ, thì nó sẽ kém cái phần hấp dẫn và không ngon cho cái món ăn. Thì tôi hôm nay tôi có một quả đu đủ bé này. Quả này tầm khoảng độ tầm 7 lạng. Đấy. Một chút nữa là một chút rau mùi. Rau mùi để các bạn cho vào cho nó thơm. Đấy. Cho canh thôi mà. Xong. Và nguyên liệu mà để thực hiện cái món này chính thì vẫn chính là cái chân giò. Đây tôi đã mua sẵn được một cái chân giò đây rồi. Tôi đã bảo họ chặt sẵn ra cho tôi rồi. Đấy. Rất là ngon. Một cái chân này nhỏ nhỏ chân trước thôi. Các bạn hầm được đủ một bát canh thôi. Không cần nhiều đâu. Các bạn mua cái chân to quá thì nó hơi phí. Đấy. Mà để mà nó ngọt nước hơn thì các bạn có thể cho thêm một chút xương sườn một nữa. Các bạn dùng xương ống cũng được. Nhưng mà tôi cho một chút xương sườn và để có tí thịt để tí chúng ta gặm nó mút mát cho ăn ngon hơn. Đấy. Thì tiện thể nấu cho bà bầu thì bà đẻ thì cũng tiện thể nấu luôn cho gia đình mình nhâm nhi ăn thưởng thức luôn, nên là cái số lượng nó hơi nhiều một chút. Còn nếu các bạn nấu độc cho một mình vợ thì các bạn chỉ cần mớm một cái chân giò thôi là đã đủ rồi. Đấy, tôi thì nấu thêm cho cả gia đình nên tôi thêm một chút này nữa để ăn ké của bà đẻ đấy. Ok, để thực hiện cái món chân giò hầm đu đủ này đấy, thì trước tiên đối với cái chân giò thì các bạn sẽ tiến hành luộc qua đi, sau rồi các bạn sẽ ngâm rửa thật sạch lại, sau đấy các bạn sẽ tiến hành hầm nhá. Thì tôi sẽ đi vào tôi hầm cái luộc cái chân giò này. Đấy. Và đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái xoong nước rồi. Đấy. Giờ tôi sẽ bật bếp lên. Chân giò mấy cái xương vừa lấy tôi đã rửa sạch rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ cho vào tôi trần qua nó. Các bạn cho vào xong rồi tí các bạn đun sôi nước đi. Các bạn gạn bớt cái nước đi, các bạn rửa sạch lại một lần nữa. Xong rồi các bạn sẽ tiến hành các bạn cho các bạn hầm. Để chờ cái nồi nước nó sôi đi nhá. Sau khi mà các bạn đã đun hơi sôi lên rồi ấy, trần cái chân giò và cái thịt của chúng ta được như này rồi thì các bạn vớt ra một cái bát nước. Đấy, đây tôi có một cái bát nước, tôi bắt một ít chanh vào đây rồi. Để cho cái thịt của chúng ta khi mà cho vào cái nước này, nước lạnh nhá. Nếu các bạn có đá các bạn cho vào, tốt này tôi không có đá. Cho vào thì nó sẽ, thứ nhất là nó sạch cái thịt, với thứ hai là nó sẽ giòn cái chân giò. Cái thịt của chúng, chân giò chúng ta nó sẽ giòn hơn. Khi chúng ta hầm thì ăn nó sẽ ngon hơn. Cảm giác nó sẽ ngon hơn. Ok. Đây tôi có một cái xoong nước đây rồi. Và tôi đun sôi lên rồi. Đấy, cái chân giò với cái xương của chúng ta các bạn vừa mới ngâm xong ấy, các bạn cho các bạn rửa sạch, sau khi sạch xong các bạn cho vào cái nồi nước này để các bạn hầm. Cho vào đây để hầm. Khi các bạn cho vào để các bạn hầm thì các bạn nên cho tôi một chút gia vị vào để nó đậm đà hơn cho món ăn. Bạn cho thêm vào cho tôi một chút nước mắm. Một ít bột canh. Ok.
Khi mà nước nó sôi lên rồi các bạn hầm, nếu mà các bạn để bếp ga vào hầm thì chắc là mất tương đối lâu ấy, nó phải rơi vào tầm khoảng độ tầm đôi tiếng ấy, thì chân giò chúng ta may chăng nó mới rửa được ra. Và tôi thì tôi sẽ cho vào lò áp suất để tôi sẽ tiến hành tôi hầm cái chân giò này, nó sẽ nhanh hơn. Đối với lò áp suất thì chắc chỉ tầm khoảng độ tầm 20 phút là ok rồi. Rồi tôi tắt bếp đi nha. Đây, đây tôi có cái lò áp suất đây rồi. Tôi sẽ dùng cái lò áp suất này để tôi hầm nhá. Đây bung vào. Nha. Các bạn chưa? Nhìn chưa? Đây là cái lò áp suất của hãng Kangaroo. Nếu mà các bạn nhà mà có con nhỏ đấy, tốt nhất là các bạn nên chuẩn bị một cái lò áp suất như kiểu của tôi này. Để làm gì? Để chúng ta sẽ hầm xương này, hầm cháo này, có rất nhiều chế độ. Đây làm bánh này, đấy, nấu cơm này. Đấy, hầm sườn này, dùng hầm xương này, đây ú này, nấu cháo này, nấu đậu này, đấy, hẹn thời gian nấu súp này. Đấy, các bạn sẽ dùng cái này. Tôi ở đây tôi hầm xương thì tôi chế độ sườn. Và tôi bấm start. Ở đây nó sẽ hiện lên khoảng tầm 36 phút thì nó sẽ được. Đấy, nếu mà các bạn cần như ấy, thật như ấy, thì các bạn để hết cái chế độ hầm này của nó là nó sẽ ok. Còn nếu mà các bạn không muốn nhừ mà các bạn muốn có thể nhai được ấy, thì các bạn để khoảng độ tầm 20 phút thôi, xong rồi các bạn sẽ tắt đi để cho nó ủ khoảng độ tầm rơi khoảng độ nửa tiếng thì là chúng ta sẽ cho ra thì đến lúc đấy cái xương và cái chân giò của chúng ta sẽ rất là mềm và rất là ngon. Ok, bây giờ công việc của chúng ta là chờ đợi thôi. Trong cái thời gian mà chúng ta chờ luộc cái chân giò đấy thì các bạn sẽ tiến hành bổ cái quả đu đủ này ra. Đấy, và đu đủ này các bạn tiến hành gọt vỏ ra, sau đấy rồi các bạn lấy cái ruột của nó bên trong. Cái này tương đối đơn giản, không có gì cả. Ok, sau khi các bạn đã gọt xong cái quả đu đủ này rồi thì các bạn sẽ tiến hành bổ nó ra. Đấy. Đấy. Các bạn chọn đu đủ nhé. Tôi sẽ thích chọn cái loại đu đủ mà nó ruột nó đỏ đỏ như này này. Đấy. Thì khi nấu vào canh, thứ nhất là màu canh nó rất là đẹp, nhìn nó rất là hấp dẫn. Và cái thứ hai nữa là cái đu đủ đỏ thì cảm giác ăn nó hơi ngọt ngọt. Đấy. Khi mà ăn canh thì nó rất là ngon. Các bạn bổ ra. Rồi các bạn sẽ bỏ cái phần cắt bỏ cái phần trong này. Đấy, phần này. Đó đi. Bỏ cái phần hạt đi. Đấy, ok. Đấy, thế là các bạn được một miếng đu đủ này. Xong các bạn thái ra và chờ chuẩn bị dế thôi. Sau khi mà đu đủ các bạn đã quặt được rồi đấy, các bạn sẽ tiến hành thái miếng ra để chúng ta sẽ hầm. Các bạn thái miếng thì các bạn thái đây, các bạn thái miếng to tầm như này này. Đấy. Tầm như này thì nó vừa, nó chín nhanh và chúng ta cũng vừa miếng để ăn. Sau khi mà cái lò áp suất các bạn ok rồi đấy, nó xả hết hơi rồi ấy, các bạn sẽ tiến hành cho ra. Và nhìn chưa, rất là ngon. Nếu mà cái xương các bạn hầm ấy, các bạn chỉ nên hầm lấy nước thôi, hầm cho nó nhừ thôi, sau đấy các bạn sẽ cho ra bên ngoài để các bạn nấu. Còn các bạn mà nấu trực tiếp bằng lò áp suất ấy thì ăn nó sẽ không được ngon đâu.
khi mà các bạn cho ra ngoài các bạn đun sôi lên rồi ấy. Thực ra thì cho ra cái nó đang sôi nhỉ, nó sôi luôn. Đến lúc đấy các bạn sẽ cho cái đu đủ này vào. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đu đủ thôi. Ừ. Tôi cho cái đu đủ này vào. Ok. Các bạn cho vào này, các bạn hầm một lúc thì nó sẽ chín cái đu đủ mà chúng ta có thể cho ra bắc ra để ăn được. Để chờ đợi nhá. À, sau khi mà các bạn đã hầm được lúc cái đu đủ của bạn nó đã nhừ ra rồi này rồi ấy. Đấy. Ok rồi, các bạn tắt bếp đi. À, bây giờ tôi sẽ múc ra để thưởng thức nha. Vâng, như vậy là tôi đã hoàn thành xong cái món chân giò hầm đu đủ. Các bạn thấy thế nào? Được không? Quay gần cho các bạn xem nhé. Ngon nào. Món này ăn rất là tốt cho bà mẹ sau sinh nhé. À, tôi sẽ thử miếng đu đủ xem nào nhé. Đấy. Đu đủ rất là ngọt và mềm, vừa chín tới. Các bạn hầm không nên hầm đu đủ quá lâu, đu đủ nhừ ra thì ăn mất là ngon. Không nên. Xương này, đấy, xương các bạn cũng nhừ rồi nhá. Đấy. Chơi. Chân đoạn đấy, chân đoạn này. Chân đoạn thì tùy sở thích nhá. À, nếu mà các bạn muốn ăn chân giò đấy thì các bạn hầm ít thôi thì nó có ít nhừ ra, thì lúc đấy các bạn gặm cái chân giò thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà các bạn chỉ muốn uống nước nhiều hơn ấy, các bạn muốn cái nước canh của bạn ngon hơn ấy, thì các bạn hầm kỹ ra. Nên tôi muốn cái nước canh của tôi ngon hơn thì tôi sẽ hầm cái chân giò kỹ ra. Nhưng mà hầm cái chân giò kỹ ra rồi thì nước của chúng ta rất là ngon, nhưng mà cái chân giò thì ăn nó sẽ lại không ngon như cái nước đấy. Thì các bạn có thời gian các bạn sẽ thử cái món này nhá, là món này ăn rất là ngon đấy. Vâng, video của tôi đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video của tôi hữu ích, bấm like, comment và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của tôi nhé.